xin chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại. Lính cả nhà đó là con kìa. Đây là thầy cúng đây. Mời cả nhà xem cho vui như cả nhà nhé. Đây là nhà bà chị ruột trong nhà luôn đấy cả nhà. Bà chị có một thằng con trai lớn được nhà nước tuyển đi đi lính cả nhà. Nên hôm nay là cúng tiễn cho cháu ngày mốt cháu đi á. Đây là nghi lễ cúng tiễn cháu đi lính rồi này. Đô ma bre đắp đô linh đô để cai này để khan bre sẽ lập bre sẽ lên trên làm gì xây cúng cho anh mà mấy đứa cháu ngồi hết cả nhà. Phải ngồi hết, ngồi để cùng vui tiễn cho ngày anh đi. Thầy cúng này là thầy già làng ấy cả nhà, già làng thôn của mình ấy, cũng là cựu chiến binh của xã này. Cháu 19 tuổi xuống chưa? Bên này xong có vòng, bên kia giăng rô. Đây là cái chiếc ba lô chuẩn bị đi hành quân đây cả nhà. Ba lô với cái mũ. Vậy tôi có nên trên nhảy có rốt là anh lính chào cả nhà đi. Chào cả nhà nha. Cả nhà vui vẻ. Chúc anh lính luôn có sức khỏe nha. Học tập tốt nha. Đồ đã băng lăng nè chạy đè nè trái tư nè cọ bre nè mây say nè bạch say nè bre nè nhô nga nè linh nè cài nài nè khăn nè lập đà dân nè đeo tâm nè rõ nha nè rõ tâm nè rân co nè tai ai. Quên giới thiệu với cả nhà, đây là bà chị đây cả nhà. Đây là bà chị, là mẹ của cháu này, đến cùng ăn cho vui đó cả nhà. Thuê một gian trại, giờ đang nấu các món ăn chưa xong đấy cả nhà, đang nấu chuẩn bị các món để dọn. Đây là thịt gà ta cả nhà, luộc đơn giản thôi, luộc cho nó nhanh mà ngon. Đây đầu bếp đây cả nhà, đầu bếp thằng con rể đầu bếp, không cần phải thuê đầu bếp, có thằng con rể đầu bếp giỏi hơn. Đây bên này là xôi cả nhà, xôi đậu xanh. Còn bên kia cái gì đó? Đậu xào đấy. À, giới thiệu với cả nhà kìa. Xào lòng gà. Chú đầu bếp hôm Hoa Plan quay đấy cả nhà. Đầu bếp hôm bên nhà bà già với lóc ăn mừng khai xuân đấy. Bên đầu bếp đi lại. Cả nhà thấy đầu bếp to, khỏe, đẹp. Đầu bếp xem cái video. Này, xem cái video hôm hát chưa? Xem rồi. Mới đây này. Lá chanh á hả? Lá chanh rất thơm. Một món chả cái gì này. Cái gì đây các bạn? À đây nước mắm cả nhà. Ớt không hay, ớt không hay. Ngon đấy. Nghe mùi là biết ngon rồi.
Bên kia là chả lam cả nhà. Lam chiên. Một món, hai món, ba món, bốn món. Ngon nhỉ. Hôm nay bà già vlog phải đi hai đám cả nhà, nên tranh thủ đám nhà mình trước, xong rồi chạy qua đám Giang Mau, nhà Hoa Ba Lan. Cũng có thằng con đi lính, hôm nay cũng liên hoan tiễn thằng con đi á, nên là đâu cái nồi canh nhân tây xếp bàn được rồi đấy. Xếp bày ra bàn nữa. Sao không thấy? Chứ đây cả nhà, đây nồi to bự đây. Đây là nồi canh bột cả nhà. Chắc không mở được, tí nữa múc cho cả nhà xem. Nồi canh bột truyền thống của người ED đấy cả nhà. Nên là mỗi lần đám gì là phải có một nồi canh bột. Ăn nó mới ngon cả nhà. Bên này làm thêm một con gà nữa cả nhà. Con gà này chắc là làm món tiết canh rồi. Tiết canh bóp ấy, không phải tiết canh giống như tiết canh vịt đâu cả nhà. Đó, hai con luôn. Đây cả nhà, bên này đang chuẩn bị bàn để dọn thức ăn cả nhà. Được mấy bàn, dọn mấy bàn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bàn luôn à. Dọn 6 bàn cả nhà. Té nha. Quay âm kính. Chạy 2 đám luôn cả nhà ơi. Hồi nãy đám nhà bà chị, bữa nay chạy qua đám nhà Hoa Ba Lan. 2 đám luôn. Hôm nay bà già vlog chạy show cả nhà. Mời cả nhà về ăn trưa cùng gia đình Hoa Ba Lan nha. Đây hiện tại bà già đang ở nhà Hoa Ba Lan đây. Còn nãy thì nhà bà chị quay. Cũng làm cho cháu đi. Đây, nhà Hoa Ba Lan thì không thuê trại, làm trên nhà sàn luôn cả nhà. Đây Hoa Ba Lan đây cả nhà. Ai ua con. Ngồi luôn cho em nhá. Em không? Ngồi luôn đi. Ngồi đây đi. Đây cả nhà. Cả gia đình họ hàng đó. Ngồi luôn đi. Người đẹp. Má hàng cũng đến hả? Nãy định rủ ông tưởng ông đến. Đây các món ăn của nhà Hoa Ba Lan đây cả nhà. Hoa Ba Lan cũng có con trai đi lính, tiễn con trai đi lính. Đây là nếp cẩm cả nhà, ăn luôn. Đây là thịt vịt hả? Đây thịt vịt. Còn cái này là đồ xào. Ý Mỹ Sơn nói là đầu năm ăn thịt vịt à? À con nghe, không sao, không sao. Đây là thịt heo xá đắc của Hoa Ba Lan này, ngon lắm luôn. Đây là nộm đu đủ. Chả ram cả nhà. Có cơm nữa, mắm. Mời cả nhà nhé. Hồi nãy đám nhà bà chị bên kia chỉ có đi vào mừng cho cháu thôi, không kịp, không kịp ăn luôn. 10 giờ chạy ra đây, cửa phòng cơ quan cũng không đóng. Ông đi cắt cây để làm cái cột làm chuồng heo mà họ không cho chở, đi xin ủy ban không cho chở.